theo dõi ngay channel PUBG Việt Nam Official bằng cách đăng ký và nhấn chuông để nhận thông tin về các sự kiện hấp dẫn cùng giải đấu PUBG Esports. Và bây giờ thì lại tiếp tục nhìn thấy cả tiền bà đến từ cái tên Raspu, và lần này thì đứng bắn nhau luôn rồi. Một tiếng save của Belly trên tay và đó là pha save tốt nhà tôi sang Minh ơi. Một cái bóc game anh Huy ơi. Và Minh ơi. Và giờ thì Minh. Nhưng mà vẫn động được vị trí của Raspu này. Ôi, điều chuyện gì xảy ra vậy? Vâng, chắc chắn là do lỗi ông Raspu rồi. Người ta đã dính phải một cái bug game nhưng mà Raspu vẫn không làm được, nhưng may mắn thì vẫn có đội sửa sai ở đây. Nhưng bây giờ thì M200 xuất hiện nhà, một pha save rát Rusty ra cũng chỉ còn lại đó là khoảng 30 máu thôi. Raspu bay quá cao và thậm chí nó không chết cơ. Vẫn knock out được một người, nỗ lực rất cố gắng đến từ vị trí của Raspu. Một tình huống hạ cánh không được như ý và đây thì Q Demo tiếp tục bị knock cao bởi vị trí của Smart. Liên tục có những tình huống combat xảy ra, Necro 4 backup cho người đồng đội của mình nhưng lại phải nằm xuống dưới họng súng của Linh Shun đến từ Thiên. Vâng, và bây giờ thì chúng ta đang hiểu lý do gì cho FURIA liên tiếp là những cuộc thất bại trong ngày hôm qua và kể cả cái đầu tiên ngày hôm nay nữa. Họ mắc lỗi cái đơn giản nhất là lỗi skill. Và FURIA một lần nữa đã phải dừng lại từ rất sớm. Tôi không đếm được đây là game bao nhiêu mà FURIA họ chết chay đầu tiên rồi. Nào, SD một góc nhìn cực kỳ lý tưởng rồi. Và bên phía của team Africa Freecs lộ ra vị trí EZ rồi. Full step tạo ra quá nhiều, lập tức thì SD bắt được anh chàng này, 4v2 nha. Vấn đề bây giờ chỉ là thời gian trước khi Uram họ clear đi cái thành viên Africa Freecs, tôi nghĩ là như vậy. Hansia cùng với Hikari sẽ là hai thành viên còn sót lại Africa Freecs với hôm nay. Nhưng SD với một góc đứng quá là chí mạng, knock đi được hai thành viên của AF rồi. Vậy là Hansia sẽ là thành viên còn sót duy nhất của Africa Freecs trong tình huống này. Ngồi bay tới trong khu vực này liệu có tốt hay không? Và Uki cùng với con Iro đang quyết định công vào vị trí của bắn Caps. Một tình huống knock tốt tuy nhiên đã bị trả đam ngay lập tức rồi. Vậy là toàn bộ thành viên của khu vực này đã bị knock. Vâng, rất nhanh chóng thôi. Họ chủ động kết hợp vào cùng với cả Bero, clear hoàn toàn đội hình của team Solomid. Rất nhiều những tình huống combat để nổ ra ở vòng bo thứ 5 của chúng ta. Vòng bo rất là nhỏ, các đội tuyển họ cần phải chiến đấu để có được một vị trí đẹp. Và ở đây liên tiếp là những tình huống nổ súng và những quả nét lửa tốt. Và Damwon là đội đầu tiên phải dừng lại trong cái thế trận rất là rắc rối này. Một vị trí thứ 12, Crazy 112 vẫn đang bị focus vào vị trí của Adder cùng với đó là Aquafire. Aquafire vẫn đang ở cách khá xa người đồng đội của mình. Và 4AM chỉ còn lại vị trí của Crazy 112 mà thôi. Lurene cũng như là Linh Shun vẫn đang làm tốt nhiệm vụ của mình. Và ở diễn biến rất xa khác thì JN knock cao vị trí của Zenith Road rồi. Vậy là LG Divine vẫn có một vòng bo khá đẹp nếu như họ clear được đội hình của Zenith trong tình huống này. Còn quay trở lại thì Crazy 112 bị đoán ra vị trí và lập tức nằm xuống dạng của Linh Shun. Còn quay trở lại LG Divine thì đã có được cái mạng của Road rồi nhưng mà Levid lại đâm chết JN. Một chuyện quá em xảy ra đây, như vậy là một tiếng cố gắng công thẳng vào trường Zenith và mặc dù mất đi một người nhưng LG Divine đã đạt được mục đích rồi, đó là kill Zenith và cơ hội là còn dành cho đại diện Việt Nam. Một vị trí có lẽ là an toàn cho LG Divine để sống ở cái vòng bo này, khi mà sớm thôi chúng ta sẽ phải chào tạm biệt với 1 cho đến 2 đội tuyển vì vòng bo bây giờ là không còn quá nhiều chỗ đứng. Genji có cho mình một cái địa hình ở hai crowd và bây giờ họ sẽ được bắn rất nhiều. Và tôi vừa nói xong thì Adder một nỗ lực sinh tồn cũng đã không thể qua được mắt của Esther và anh chàng đã phải nằm xuống rồi. Lurene một tình huống double kill, triple kill cho Lurene, knock đi 3 thành viên của DA trong tình huống này. Digital Atlantic họ sẽ chỉ có lại một thành viên duy nhất mà thôi. Ở đây thì Lurene một tình huống clutch 4 hay không nhưng không thể rồi. Thiên 3 với nỗ lực của Lurene đã phải dừng lại ở vị trí 6 và ngay sau đó là Digital Atlantic dừng lại ở vị trí thứ 5. Bây giờ 3 người trên xe bio cover, khả năng họ sẽ công vào vị trí của Oz. Người có lợi thế trong tình huống combat này phải kể đến là các thành viên của VP. Họ vẫn giữ được 4 thành viên và bây giờ họ sẽ có rất nhiều thời gian có trống. Và Relo một trái nét tốt knock đi vị trí của Ether. Vâng, tiếp tục thêm nét dã vào đến từ bên phía VP và đó là Relo phải nằm xuống rồi. VP đang thiếu lúc thả câu trong tình huống mà Genji phải công các team Bosnia và tên của Death nữa. Relo sẽ đi thôi. Befrost cũng chỉ có một hit là nằm nhưng đã kịp cắt máu lên những Toto bồi thêm của Death nữa. Relo nằm, Easter cũng vậy, liên tiếp bất ngờ với team Bosnia và đó là số chết cho đội tuyển này khi nằm ở giữa tầm bom và có quá những con hổ đói xung quanh. Vẫn còn cơ hội cho LG Divine nếu như Genji họ knock được 1-2 thành viên của Virtus Pro. Divine sẽ nước đục thả câu trong tình huống này khi Genji họ cũng đang có cho mình một vị trí khó. VB và Divine chỉ cần combat với nhau thôi thì top 1 khả năng sẽ dành cho LG Divine. Toto có một góc bắn rất đẹp, Bio nằm xuống sẹo súng của Batulin. Liên tiếp đến tình huống focus với nhau của hai đội tuyển này. Levid cũng đã lộ vị trí rồi, có lẽ Levid sẽ phải nằm lại mà thôi nhưng vẫn chưa thấy dấu hiệu phải đào xuống từ vị trí của Levid. Liên tục lên màn smoke. Vậy là VB cũng như là Genji sẽ chơi tất tay nhau trong màn thi đấu này. Nhạc nổi lên rồi anh Huy ơi, em đang rất là đau tim đây. Liệu có top 1 cho LG Divine hay không? Loki làm 3 VP nào, Loki ấy không được rồi. Lu bắn tốt hơn, Loki nằm xuống, Genji bị clear hoàn toàn trong một đốt nhạc và VP tình huống là 2v3. Toto vẫn có một góc đứng rất là đẹp ở đây. Làn smoke này chỉ cần trả đi thôi. Toto flash đi Toto. Toto với những quả trái flash mang đi thương hiệu của mình. Phát hiện ra rồi, knock cao vị trí của Lu. Còn Spiro, liệu có làm được hay không đây? Toto ơi, Levid phát hiện ra vị trí rồi nhưng không, khó quá. Vẫn là cái tên Vital Pro trong một tình huống mà chúng ta đã đến rất gần về chiến thắng rồi. Nhưng mà thực sự cũng phải nói là VP họ quá xứng đáng và xuất sắc đi, khi mà trước đó họ đã trực tiếp đánh bại được Genji và đại diện rất mạnh để có cái cơ hội trước thành viên LG Divine trong pha giao tranh trực diện cuối cùng.